cái đường quá đẹp luôn. Ờ, đường đẹp quá. Đây có anh em nào ở trên tuyến đường này là đường nào anh em? Đây ở đường Thế Mừng. Rồi. Này ở khách sạn có ăn sáng mà không phải buffet. Ăn sáng khá là chiêu. Order tại bàn hủ tiếu mì Hoành Thánh, cà phê sữa. À, chỗ này rộng á, chỗ này giống cũng của quân đội mày. Ờ, chỗ này không cách nhìn giống giống cỡ quân đội cả nhà. Hôm nay thì có mấy mưu tụ bạn lên diễu hành. Chứ lên đi diễu hành chung, đi diễu hành dẫn đoàn về. Khách sạn khá là rộng, sạch sẽ. Phong cách chung ở mấy khách sạn quân đội là rộng rãi, rộng thì rộng kinh. Không được xịn lắm nhưng mà sạch sẽ. Mà ở đây wifi chê nha, wifi ở đây yếu quá. Ở đây chắc là không chịu đóng tiền mạng sao, yếu quá. Lúc cả nhà giờ mình ra tập trung ở cái trước mặt khách sạn Sukana nữa, tối lại quên sạc cái pin của cam 360. Là lấy về sạc, về chạy về sạc. Còn nãy chậm nó hết rồi. Đi về mắt rồi, về mắt qua mới là chậm tập trung. Khách sạn này nó nằm ở cái vị trí mà giống cái dinh độc lập đó. Các chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang công nhận phát triển ghê. Đi nha, Giang qua này cũng có cái khu quy hoạch giống như là Tiền Giang vậy. Quýt cơm, quýt tụng, nói chung là các kiểu mà đã hiểu khá đầy đủ. Mình đi miền Tây nhiều nhưng mà mình thích ở đây. Ở mấy tỉnh này hồi nào không có biết. Không chọn giờ mấy tỉnh miền Tây phải chỉ trả cho mình sẽ ngọt. Đang nói nhảm, được chào. Một hai. Alo. Với lại cái mic của em á là nó phải chuyển qua một sợi dây nữa. Còn cái mic này là nó trực tiếp luôn. Ủa ở đâu ta? Tập trung đâu vậy? Nông thế đâu vậy? Quay cho bạn nào quá nào thì kia nha. Nhớ nhà nhớ quê không? Anh qua xe lấy đồ cái. Nhớ nhà, nhớ quê không? Quê mọi người phát triển quá. Trời quá rồi, tôi nhận tôi quá trời không. Đông quá đông rồi. À, đội diễu hành, đội diễu hành. Đội
diễu hành của tỉnh. Chà, Bình Tân, quận 8, HD Sài Gòn. Hello, hello, chào mọi người, chào mọi người. Hello, hello. Quá dữ dội, tại mà sẽ xịn không. Hello, hello. Mà hay hay phải quận 8 này có cả Goldwin ta ơi. Đưa lỏng giấy sạc rồi, giấy sạc xong xong phải không? Đưa lỏng. Ủa không, không em đưa. Ủa, à vậy hả? Hên quá. Chưa cắm. Ủa, ôi thấy giống nhau. Ờ đúng rồi, còn giống... cái đuôi con cái đầu. Rồi đúng rồi. Dễ thương, nhiệt tình vậy. Đó anh là cái đi xe sau xe anh Bình á. Quay gì đây? Đấy, quay xe. Quay xe hả? Ừ. Đây mình quay xe đứng rồi xong rồi chạy quẹt gì đó. Tao đang bấm. Dữ chưa? Quá ghê gớm. Hello anh. Chào anh. Mình lại gặp nhau từ bữa 23 tới nay. Dạ. Lại gặp nhau. Ê, quá xịn luôn. Ôi cha, chào chú. Thẻ chú. Hả? Đúng rồi, 7 giờ. Chuẩn bị sức khỏe rồi. Ú là trời. Xe đẹp quá, ú là trời. Ủa, 7 giờ sức khỏe đó chứ. Giờ mấy anh bên quận 8 này chuẩn bị sức khỏe trước. Tâm chạy lên, anh tính kêu nè. Do sợ là đường hẹp, nhỏ hẹp nên xuất phát sớm. Ủa này HD không có ta? Đường nhỏ hẹp nên là mấy anh này xuất phát sớm thôi để tránh cái việc mà ùn tắc nó không hay. Mày xuất xe không mày? Tao đang quay mà, nhanh lên. Xích qua. Chia vô sát đây nè. Mày quay cho anh em quay với mày. Rồi mày đậu đó một hồi xong người ta đi. Đúng không? Nghĩ sao vậy em? Nó cho mày luôn á. Cái vỏ lo á, không biết không? Thì rớt á. À. Nó giữ cái tâm. Chạy sao mà rớt cái lo luôn ghê vậy? Cái lo đủ cái độ của bắp này con chạy con từ con dặn ra là nó sẽ bị rớt. Lo chặn mới rớt, còn lo ghim không có rớt. Cho con cho mượn cái hộp quẹt chứ. Nãy ngọn sáng không mất cái hộp quẹt luôn. Rồi báo không cần cái sửa được nha, bỏ mặt qua. 8 giờ trước rồi. Không biết bây cái này là gì ót vùng què gì rồi đúng không? Qua đít thai má ơi. Không, đang nói cái này. À cái này hả? Cái gì ót phô rồi. Ủa Anasta hả? Thằng này có chống rung luôn ta. Có không có, trời có lớp đệm này không? Đó thì đó, đó mới nói là có lớp chống rung này nhiều Tuấn. Tổng hết là triệu mấy. Là ý là cái tự chân này lên luôn cái gì? Còn cái sàn. Tại vì nếu mà không có này á, có này không á, về nó hư cái chống rung của camera mình hết. Đúng rồi. Nhưng mà ý là lúc chạy á thì cái này nó rung mình thấy mà.
quá mấy anh ơi. Hay quá mấy anh ơi. Ôi tập cờ luôn kìa. Là anh được không hỏi giá được, tại về mỗi người tự custom riêng một ý của mình à. Thành ra nhiều khi cái xe 1 tỷ độ thêm hả một mớ tiền à. Ok. Ủa cái này là chung đoàn mình luôn hả? Của đoàn quận 8 á, quận 8 với Bình Tân này kia. Rồi ok ok xuất phát. Đi chơi không? Ok ok quay thầu la. Trời mang qua tay trắng nữa, má mỏng manh quá. Ủa sao ông mày chưa đi đi? Ông đang bị nhốt rồi. Trời đây đông vui quá ha. Hướng nào ta? Hướng này, hướng này. Hướng này. Bớt kẹo nha mày. Hai chặng nữa anh ha. Nhanh ghê luôn á. Trời. Ủa? Nghe nói Bình Đại vốn có giải đua vượt từ đây ra Hà Nội á. Đua vượt á, từ đây ra Hà Nội á. Ờ, Bình Đại nói á. Ông chạy nữ á. Ờ. Tháng 9 này nè. Nghe nói vậy thôi. Ờ. Dữ à. Quá dữ dội. Hay quá men ơi. Vừa phải luôn men ơi, vừa phải luôn. Ai bình thường. Ủa, cái này mới 8 cây đúng không? Ok.
nhau ta đi bình thường. Chờ qua phải đi anh ơi. Mai chắc vui cả nhà. Mấy mua con bạn lên đón nhiều. Vui. Năm ngoái cũng vậy, hai ngày cuối vui dã man. Mà niềm vui mà được tăng cao quá thì nó cũng kết thúc nó cũng hơi buồn cả nhà. Thà là nó cứ đầm 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 nguyên một tháng như mình á thì về nó không có biến tiếp nhiều. Còn đi vui quá, hai ngày vui cực đỉnh luôn rồi. Đó cái rồi, cảm ơn quý tư về nhà cũng nhiều. Sắp tới 34 rồi, nhà nào cũng kêu cỡ. Bây giờ là đang ở đâu ta? Châu Thành Tiền Giang. Để đi chung với đoàn á, phải đi 4 tiếng, 80 cái số mà đi 4 tiếng. Ờ, cứ nhắc luôn. Chạy căng thẳng quá làm biểu. Dạ. Ghê vậy, ghê vậy. Nhớ nhà giữ cho anh. Nhớ nhà giữ chưa? Đó. Ủa Ủa anh có phải về anh phải đi xin game không? Không. Đi hỗ trợ.
Làm vụ gì? À, đi quay chiếc gì vậy hả? À. Nói chứ cũng nhanh nha. Giờ tháng 4 đi về. Ủa vậy à? Có được mất hả? À. Mười lăm phút nữa. Thôi nhớ lại quay tới cúp năm sau này kìa. Ba đây rồi hả? Lại là bên đường. Cái gì kỳ vậy? Qua đường đứng này. Thì qua đường nè, qua đường mới có chỗ uống nước nè. Qua đường nó cầm phải hả? Chậm xuống tí xíu thôi. Hết đủ. Hết đủ. Có. Ở đâu? Đây, chỗ này nữa. Uống nào. À, vô đây uống nước mía. Tới spin 1 nãy giờ cả nhà. Uống nước rồi, uống dắt đi. Thấy mệt mệt. Rồi bấm máu. Cầm cái giả là máu à. Cái tô hông á nó nghịch bên đường cũng ghê chứ. Đó giờ toàn gặp nghịch bên đường không. Nó mất cái nhiệt đi. Ủa xôm cả nhà. Bạn chắc còn khoảng 5 phút nữa là tới rồi. Tiên Phương tới đây rồi. Bán tải của tôi kìa. Tiền Phương tới rồi cả nhà. 5 phút nữa đoàn tới rồi. Bữa nay mình đứng quay một cái góc quay mới, là góc quay của người dân bên kia đường. Nhìn về đoàn nó sẽ như thế nào. Rồi mình quay, mình muốn đứng quay cùng chiều đúng không? Rồi nó làm sao mà. Giờ mình đứng bên đường mình quay cho nó làm sao. Xe này là xe cảnh sát địa phương cả nhà. Thì trong cái mô hình đoàn đua là nó sẽ là mô tô tiền phương, mô tô bảo vệ, rồi xe cảnh sát địa phương, xe của cục 80A. Sau đó là mở đường kỹ thuật. Mở đường kỹ thuật, sau mở đường kỹ thuật thì thường sẽ có một bảo vệ vị trí chạy, vị trí ăn tung riêng đó. Chỗ đó là gần như là cái chốt chặt cuối cùng luôn. Và đến vận động viên, nhưng mà vẫn chưa hết. Sau lưng vận động viên á, thì nó sẽ còn có trọng tài C1, C3, khóa đuôi cơ động và tổ khóa đuôi. Thì từ C1 cho đến cái khóa đuôi á, cái dàn xe mà khóa đuôi á, chốt đoàn á, thì là nó giữa cái đó thì nó sẽ có gồm cái xe bán tải tiếp tế của các đội, rồi các xe của lãnh đội, tức là xe chở vận động viên này kia đó. Rồi tiếp tế, không tiếp tế bằng 30 chỗ được cả nhà, tiếp tế bằng bán tải nó mới lên tập. Rồi xong là xe các lãnh đội, cuối cùng là xe cứu thương, rồi tới xe dớt,
xe tải dớt. Cảnh sát ở cũng vừa đặt dớt các vận động viên mà ông té này kia cả nhà. Bây giờ là cái bộ phận mở đường kỹ thuật đã tới rồi nè. Mở đường kỹ thuật chạy với tính chất là đúng theo tên gọi là mở đường, là giống như là sẽ thông báo cho đoàn, cho người dân biết là phía sau lưng mở đường kỹ thuật là vận động viên rất quan trọng nha. Hôm nay tổ mở đường kỹ thuật là gồm 1 chiếc 4 bánh và 6 chiếc 2 bánh. Em đúc rồi Domesco Đồng Tháp, lọc trời chơi Domesco lọc trời của Nam A. Đội mạnh hoặc là các tay đua mạnh đó, họ sẽ không lấy gì. Gửi cho ai? Thấy mặn á, thấy mặn bạn á. Okay. À, anh Hiệp rồi đó, anh Hiệp á, nó giỏi về đội Đồng Tháp. Cái này cho chú với anh Hiệp. Rồi, cảm ơn. Cái này là đội Đồng Tháp. Rồi, sao lại rồi? Nãy con có nói anh Hiệp rồi, chú nói là gửi về đội Đồng Tháp anh. Rồi, ok. Cảm ơn chú. Ở Đồng Hiệp đúng không? Dạ, anh Hiệp ở đây hả bạn? Anh Hiệp tính tiền quá. Rồi ok đi. Rồi đi nha. Rồi ok ra 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 trên thanh qua đó. Rồi bye bye. Bye 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 bye. Từ từ giờ lắm cực nợ nè nè. À, anh Hải leo lên để em đưa cho Hằng Hiệp cái. Hả? Ờ. Chạy rồi hả? Giờ tự nhiên lắm cực nợ này giờ sao? Hả? Nó kêu thằng cu nào kêu gửi cho Thanh Hiệp gì đó. À dạ. Sorry anh, sorry anh. Có sao không? Có sao không? Có sao không? Không biết nữa, chạy đâu rồi, để lát lên đưa cho nó. Cột lại đi. À. Yeah, you're like,
lòng cho qua đi anh chị ơi, vui lòng cho qua đi, cảm ơn. Đúng không? Lấy phát quá. Giờ sao chia đi? Thôi đưa cho anh hiểu đi. Nó gửi hai anh em mình mỗi người lon nữa đó. Mà nó đưa ông kia sớm đi mình uống đi, giờ nó mới đưa. Bao nhiêu? Thôi mà bộ mặt em già lắm, sao gặp đứa nào gặp kiểu chú vậy ta? Một mặt dễ sợ luôn. Cái gì á? Họ bỏ mấy đứa cấp 3 vậy? Tại chú ơi cho con chụp hình đi. Nói kiểu chú là khỏi tôi chụp nha, ok anh luôn. Quá đáng à. Lên đây được không? Hẹp lên đây hẹp. Châu Quang chị ơi, anh chị ơi, Châu Quang chị ơi, Châu Quang, Châu Quang, Châu Quang, cảm ơn. Tóc lên trời. Thì phát được, để bánh xe là cái cách.
vừa làm rất là phải thôi chị ơi, vừa làm rất là phải. Mấy cái lòng sẽ là phải chập lại em chị ơi, cái lòng sẽ là phải chập lại. Cái máy cái lòng sẽ là phải chập lại em chị ơi, cái lòng sẽ là phải chập lại. Cái lòng sẽ là phải chập lại. Nha bà con ơi, lấy hình nha, lên TV nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Trời ơi, các cô xinh quá đi.
đường rộng rộng đường này mà em với anh bị nhốt lại là khỏi lên luôn á. Năm phút nữa tới. Ủa vô tới năm. À, 5 phút nữa lên tới anh, 5 phút nữa lên tới anh. Trăm mấy rồi mà. Trời ơi, bà con ra đứng đón đọc dữ rồi. Anh này thấy mấy đứa bé dễ thương mà anh này. Ở đây vui nè, ở đây vui nè. Ghé luôn hả? Ok, ghé. Rồi, ghi hình. Rồi, ghi hình lên TV nha bà con ơi. Lên TV nha. Bảy cờ đi bà con ơi, bảy cờ đi. Qua đó kìa anh. Ráng ngày mai chặn nữa là hết rồi. Được quá. Chắc rồi, hết rồi. Này giống CB ngày 3 hơn nè. Sắp tới pin rồi. 3 cây nữa tới pin 2 rồi. 3 cây nữa đúng không? 3 cây mấy nè. Anh Hải ơi. Anh Hải ơi. 3 cây mấy nữa tới pin rồi, dí không kịp đâu á. Đi đi. Đường hẹp lắm. Dạ, vừa không có được đâu. Rồi, chào mọi người. Quẹo trái. Chào mọi người.
châu qua. Ây da. Trời, chưa về bếp mà sao đi như vậy? Trời, phải sợ rồi. Cảm ơn. Tới giờ, trời ơi, đông quá vậy, chưa quá vậy. Đông quá vậy. Trời ơi, đông quá, vui quá. Xích vô. Để tới đi em ơi, coi đua xe xong rồi đi. Gần 100 chiếc á. Mấy kia nó té dưới rồi. Đường xấu té dưới. Đường xấu nó té dưới á. Đợi bắn. Thank you.
biết còn hạnh phúc nha. Trời ơi, bà con tôi cách vui quá vậy. Trời ơi, đông vui dữ vậy, đông vui dữ vậy. Chưa nắng không ngủ ra đây rồi. Đông quá, đông quá. Hả? Ừ. Đây sung dữ ta. Quá đông à. Đi đâu hả? Ghé đó hả? Ở đây hả? Xe. Từ từ má. Ủa sao tấp giữa đường nha? Tấp tới đâu không áo mà.
không tại đây đâu, đây đông khán giả. Dạ. Sao anh? À, xe của em hả? Đây khán giả đông quá cả nhà ơi. Quá sùng quá. Quá xa đông rồi. Ông Tuấn nói gì hả? Không không, nãy chú nói gì hả? Chưa bảo vệ sao đợi chút anh chị ơi, hai phút nữa đàn lên tới mình đi. Rồi lên tới rồi. Ô tô rất là phải dừng lại đi anh ơi. Rồi ơi, đồng hành ô tô rất là phải dừng lại cho em đi anh ơi, rất là phải đi anh ơi. Ô tô của Lộc rất là phải đi anh, rất là phải cho em đi anh. Rất là phải đi anh ơi. Ô tô rất là phải đi anh ơi. Ô tô rất là phải đi anh ơi. Ô tô cái lòng phải dừng lại. Qua đó kìa anh, qua đó đứng lên TV kìa anh. Thank you.
Đã được tiếp tế cây kẹo sô cô la. Ủa em có coi kênh anh hả? Không. Như là chú là Tấn Điền. À. Chú Tấn Điền phải không? Tao là Tuấn Lê. Tuấn Lê. Còn chú Tấn Điền nữa. Sức người dân Tây Ninh đón lần đầu tiên đoàn về Tây Ninh. Lần đầu tiên đến trung tâm thành phố Tây Ninh. Đường rộng khủng khiếp. 6 lần. Trời. Đẹp quá. Đường này là bao cho một đồng viên đúc luôn cả nhà. Nãy có khán giả nhận ra mình rồi, vui ghê. Đọc giả mạng. Vui quá, vui quá, vui quá. Như là lần đầu tiên đoàn về đây, thật ra bà con đón rất nhiều. Điểm cuối trước khi mà xuất phát đi Tây Ninh mà ấy lộn đi Sài Gòn. Đây là đảo Cao Đài, cái đảo Thịnh Lộc, nhiều nhất đảo Cao Đài. Ở đây nhiều nhất đảo Cao Đài phải không anh? Quay đi em. Hả? Sao? Mai về Sài Gòn. Đi 1 tháng trời rồi về nhà được rồi. Đi từ Hà Nội rồi. Tới rồi đó, 2-3 phút nữa tới rồi. Chú ơi, cho con chụp hình với chú đi. Rồi vô đây. Chú cháu mình chụp hình nè. Kêu anh đi, kêu chú nghe già quá. Rồi, về nhớ coi kênh YouTube anh nha. Dạ. Biết kênh anh không? Đây nè, Tuấn Lê. Tắt khóa lại đúng nè. Dạ. Bánh về tới rồi kìa. Ở đây tới rồi, tới rồi. 24 bây giờ là tách ra 2 toán rồi. Tách ra 2 toán thôi. Ồ, 2 top rồi, 2 top rồi, 2-3 top rồi. Chú Việt Lê mới chạy qua. Đúng rồi. Anh Việt Lê chạy sau 4 bánh đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi dọc rồi rút kịp nha. Bán gì ăn cơm? Hết đây hả? Hả? Hết đây hả? Hết cái đoàn này là hết rồi em. Rồi cảm ơn mọi người. Vậy bán gì ăn cơm? Đợi tí mọi người ơi, đợi tí đoàn xe qua hết rồi mình đi. Rồi giờ với phá đuôi luôn rồi. Về em quốc ơi. Rồi, xét vô rồi, hết chỗ luôn. Vin, lên chỗ đi, Vin, lên chỗ làm mũi tên đi, Vin. Lên chỗ đi. Rồi, dắt vô, anh em dắt vô, anh em ơi. Rồi, anh, vô chỗ nè, vô chỗ em, anh làm cái đuôi à. Đúng rồi. Đó, đẹp hình luôn. Ở trường ơi, vô đây, ở trường. Ông Trường vô đây nè. Trời ơi. Chào quá. Chào máy đợi chút em, vui lòng đợi chút em. Dạ, cảm ơn. Tới nơi rồi. Mai anh Sáu. Trời ơi, khách sạn đẹp quá. Quay. Bữa nay nóng thì cũng nóng như mọi lần cả nhà, nhưng mà không nóng bằng cái lòng nhiệt huyết của bà con ở đây. Vui quá cả nhà ơi, bà con quá nhiệt tình luôn, đón tiếp toàn quá nồng nhiệt. Rồi trưa nay anh em lại tàn sát nhau nữa. 1 2 3, một em, 1 2 3, 1 2 3, rồi tao nó lãnh nữa chứ, đâu mới tụi xì thắng à. Đã chơi mà sợ mặt chơi nhát lì khui. Có sao đâu mà, nói chung mà tội em nó thấy không, mới nãy mà không tụi xì phải bỏ tiền vô tụi xì có may mắn thì lộn tiền nó được, thằng cũng 50 chứ nhiên tụi xì lại không vô à. Chơi lại không? Chơi lại nè. Vô sao vậy? Rồi đi chơi lại với ba. Chiều nay có một cái công tác rất đặc biệt cả nhà. Lát mình sẽ quay nhầm coi. Từ năm ngoái năm nay lần đầu tiên mới được trải nghiệm. Sáng công tác xong rồi chưa có công tác nữa. Cực kỳ đặc biệt.
thú vị lắm nha. Lại còn quay cả nhà mình coi. Trưa nay được đi một nơi rất là đặc biệt. Nói sao không? Trung ương cục cả nhà ơi. Này anh em mô tô thành phố vượt biên. Phụ không? Anh em mô tô thành phố đi vượt biên nha cả nhà. Chỉ có vô mô tô thành phố mới trải nghiệm được cái cảm giác này thôi. Thích là đúng nguyên cùng mình cũng đó, nghe nói rồi nên thật ra rất muốn đi để tìm hiểu xem cái chỗ này là như thế nào để trên đường chắc chắn là sẽ có gì thú vị mình sẽ quay cả nhà mình coi nha. Dạ đang chạy ra luôn anh. Okay. Chú Vinh cũng đang chờ. Okay. Hay quá anh ơi. Đó chèm đá lọt khe cái. Ồ. Đấy cho em chọc khe cái. Còn mấy xe nữa đi đổ xăng mất tiêu rồi. Đấy là tôi về rồi mà vẫn còn công tác nữa. Hay quá, thấy chưa. Trời ơi, không đi cái này là tiếc chết luôn. Trời dễ thương chưa. Trời ơi, đừng phải được ra đi nữa đâu. Lưng nè. Lưng đâu. Cái đường này là đường nào anh em? Cái đường mà dẫn vô cái bên cục này nè. Đã ăn lên cái bên cục này nè.
Tới khu di tích Trung Ương Cục. Đi dùng xe về ngày mai dẫn bạn. Nhận ba phải không? Không không, trả 200. Chị, trả cái đấy đâu hết tiền hả? Ờ, công tác phí. Mới 2 triệu, gỡ 5 triệu. Bữa ăn sinh nhật Vũ xong rồi em chạy về luôn á. Mình ăn tiệc ở nhà trưng bày khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Nhà tưởng niệm. Vô đây mát quá. Xem mấy chỗ này mà chui cũng ớ ha. Trời nắng lắm. Mẹ thương trực. Dạ đây là lá trung quân. Dạ. Trung quân này thì có nghĩa đó là trung quân ái quốc, trung dụng kiên cường. Lá này rất là hay ở một điểm đó là bền, dẻo dai, lâu mục, khó cháy và đặc biệt là không cháy lan. Dạ, biệt đặc điểm là không cháy lan. Và lá này thì phổ biến ở khu vực rừng này rất là nhiều, vì vậy được chọn lựa nha. Đó cũng là một lý do. Và trong một trong 21 hạng mục công trình thì đoàn cũng tiếp tục tham quan cùng với hướng dẫn và vào sâu hơn để tham quan qua nơi ở làm việc của các đồng chí lãnh đạo, nơi hội họp và đồng thời thì tham quan qua hệ thống như tông hào hầm chữ A. Các mời đoàn di chuyển bên này. Cây trung vung lá cây la la vậy cây trung để làm gì để làm gì cái cắt làm lá đó dễ dãi không trái hãy trái không bên lại nghèo đi tốt à rồi ok lá không cháy mà cháy không lan khó cháy chứ này có một câu dũng còn á câu dũng không mới được á vô đi học à vô học cái môn quy học cái hộ đây nè đó là khó cháy lan cả nhà. Chị là kêu gọi mô tô vô học đây. Dạ, dòng kia ca từ nãy tức là đều bằng đá trung quân và lá thật.
Lá Trung Quân này thì không phải ở rừng nào cũng có đâu, nhưng mà nó điều kiện ở rừng này nếu mà làm gì chị biết đến nơi ở làm việc của đồng chí lãnh đạo, tâm trí ta đoàn sẽ được chân tham quan ngay sau đây. Nơi đây ở làm việc của đồng chí Bí thư Đảng bộ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh, hay cần gọi là đồng chí Mười Cúc ạ. Dương ngồi đâu mà gọi? Dạ. Nhỏ xíu rồi. Di chuyển được cái này hay thiệt. Thôi cái túng cơ này chắc chứng nhân lịch sử ha. Nhà của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Ôi hay thật, có cái nào chắc bị chạy trốn không chạy đánh giặc quá. Tại nơi làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đồng chí này là vai trò bí thư Trung cục miền Nam từ năm 1961. Anh chị có thể nói là bí thư đầu tiên cũng được trong quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ trên cục miền Nam thành phố. Kính thưa với đoàn thì đồng chí Nguyễn Văn Linh còn có cái danh là Mười Cúc. Đồng chí sinh vào năm 1915, quê ở Hưng Yên. Sau này thì đồng chí là tổng bí thư ban chấp hành trung đảng Cộng sản Việt Nam. Nói với tới đồng chí thì nhắc tới những cái chính sách mở cửa kinh tế đất nước đấy, mở cửa hội nhập. Trong chương mục những việc cần làm ngay, nói và làm, đồng chí Nguyễn Văn Linh. Bây giờ em sẽ mời đoàn sau khi dân hương xong sẽ di chuyển tiếp đến vị trí nơi ở làm việc của đồng chí đại tướng Nguyễn Chí Thanh bên này. Mình làm mình phải đo thực tế chứ. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với tên thật là Nguyễn Vịnh. Tên Nguyễn Chí Thanh là do Hồ Chủ tịch đặt cho đồng chí. Đây là một trong những vị học trò xuất sắc và ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh vào năm 1914, quê ở Thừa Thiên Huế. Năm 1959, đồng chí là một trong những người được phong hàm đại tướng mà không cần qua cấp bậc quân hàm, phong thẳng đến đại tướng, lúc bây giờ là 45 tuổi, rất là trẻ. Năm 1960, đồng chí được cử phụ trách về công tác nông nghiệp, giữ vai trò là trưởng ban nông nghiệp trung ương. Tháng 10 năm 1964, đồng chí được phân công vào miền Nam với vai trò là bí thư trung cục miền Nam, là chính ủy quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ghi dấu ấn sâu sắc ở miền Nam với rất nhiều các chiến lược trận đánh mà Mỹ phải khiếp sợ. Và khi giành thắng lợi ở những cái chỉ đạo, giành thắng lợi ở chiến dịch phản công đánh lại cuộc hành quân Johnson City, thì đồng chí được lệnh về Hà Nội báo cáo tình hình công tác và đại tướng Nguyễn Chí Thanh mất ở bệnh viện quân y 108 Hà Nội do bệnh nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ. Thì kính thưa với anh chị, đồng chí Nguyễn Chí Thanh tên là Nguyễn Vịnh và có người con trai là Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đó là một số cái vai trò chức vụ của đồng chí ở căn cứ Trung cục miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà anh chị vừa tìm hiểu qua cũng hướng dẫn. Tiếp theo trong chương trình có lẽ hướng dẫn sẽ dành thời gian cùng với quý anh chị di chuyển tiếp để
tham quan đến nhà của đồng chí Võ Văn Kiệt từ phía bên này. Đồng chí sinh vào năm 1922 và kết thúc ở đầu. Ở năm 1973, đồng chí công tác ở căn cứ Trung cục miền Nam với vai trò đó là ủy viên thường vụ phụ trách khối vận Trung cục miền Nam. Ngay bây giờ thì anh chị di chuyển vào bên trong khu vực nhà ở và làm việc của đồng chí Tô Dân, đồng chí Võ Văn Kỳ sẽ thấy kiểu dáng nhà rất đặc trưng. Tại thầy hướng dẫn sẽ dành thời gian để bằng tham quan thêm tiểu lệ. Dạ kính thưa anh chị, vừa rồi thì đoàn tham quan qua lần lượt các điểm nhà ở làm việc của các đồng chí lãnh đạo căn cứ Trung cục miền Nam. Tới tại đây thì có lẽ là anh chị cũng sẽ thấy rằng là cái kiểu dáng nhà này nó có sự khác biệt hơn, đúng không ạ? Thì đây cũng là một trong những cái lý do. Thứ nhất là vị trí ở đây rất là đặc biệt. Như anh chị thấy nè, đến những khu vực khác thì rất là oi bức, nhưng tới đây bắt đầu không khí đã bắt đầu mát hơn rồi. Thì đây là do phía trước này là một cái trảng rất trống rất là lớn. Nơi đây thì cây rừng ít phát triển, chủ yếu là cây tầng thấp thôi. Và mùa hè thì gió sẽ thổi vào bên trong đây, đón gió nhiều nhất, rất là mát hơn. Và nó có một cái hạn chế là mùa mưa thì nơi đây nó sẽ ngập trũng. Anh chị thấy đây nè. Vì vậy là dựng nhà theo kiểu dáng nhà sàn nó cũng sẽ phù hợp hơn khi ở đây. Ngoài ra thì đồng chí Võ Văn Kỳ cũng là một trong những người rất là yêu thích thiên nhiên, rất thích trồng cây. Ở xung quanh căn nhà của đồng chí thường ở khu vực trống như thế này, đồng chí sẽ trồng những cây ăn trái, những cây hoa để vừa làm đẹp vừa có công dụng là che chắn cho căn nhà này. Đồng chí Võ Văn Kiệt thì quê hương ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, hay còn gọi đồng chí Sáu Dân. Đồng chí này ngoài vai trò ủy viên thường vụ thì sau này là thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hay người dân còn gọi với tên thân thương là thủ tướng điện với mạng lưới điện Bắc Nam 500 kV và công trình thoát lũ nước Phèn ở đồng bằng sông Cửu Long. Thậm chí là những chỉ đạo trùng tu tôn tạo di tích này và chị tham quan ngày hôm nay cũng là thực hiện chỉ đạo theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngay bây giờ thì xin phép anh chị có thể dành thời gian để chụp tổng thể cả đoàn, còn lại anh chị là chụp cá nhân chụp ở đây nha. Ở đây làm việc công tác từ tới ngày hòa bình thống nhất đất nước đó, thì thực ra là các đồng chí lãnh đạo cũng đã từng tận dụng những cái chảng trống thế này để mà chơi thể thao, làm sân bóng chơi thể thao bóng truyền á. Dạ, thì bây giờ đã được đào lại rồi. Đây cũng là một trong những cái rất là hay, không ạ? Tại đây mặc dù là thay đổi kiểu dáng nhà, có thêm một cái mái hiên ở phía sau để mà đón gió đó và giảm cái vấn đề ngập nước ở đây, thì vẫn giữ nguyên chất liệu lợp nhà bằng lá Trung Quân, không ạ? Đặc trưng của người Nam Bộ và đặc biệt ở Tây Ninh. Thì kính thưa với đoàn, hôm nay thì ngay một cái dịp lễ cũng rất là lớn kỷ niệm, vừa là lễ đại lễ 30 tháng 4 một năm sắp tới đây, mà ngay ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà để tưởng nhớ uống nước nhớ nguồn, đúng không ạ? Ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch, thì đoàn ghé thăm di tích ngày hôm nay cũng là một trong những cái rất là ý nghĩa. Dạ, thì hôm nay thì đoàn cũng đã trải nghiệm và tham quan lần lượt những nơi ở làm việc của các đồng chí lãnh đạo căn cứ Trung cục miền Nam, một trong những cái địa chỉ đỏ về cách mạng miền Nam ở Tây Ninh. Và bây giờ thì đoàn cũng sẽ cùng hướng dẫn tiếp tục chương trình tham quan đến nhà của một đồng chí nữa, đó là đồng chí Phạm Hùng, với vai trò là bí thư Trung cục miền Nam từ năm 1967 đến năm 1975, và cũng là một trong những đồng chí gây dấu ấn rất là sâu sắc đối với miền Nam. Đó là có những cái chỉ đạo từ năm 1973 đến năm 1975, thì gần tới 30 tháng 4 một năm, cũng là một trong những người nằm trong bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch mang tên Bác, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh xin phép mời đoàn di chuyển từ phía bên này đi ạ. Ở đây, đất này là thời gian trước khi căn cứ về đây, tức là từ năm 1969 là được bom rất là nhiều, và từ đến trước năm 1973. Và 27 tháng Giêng năm 1973, Mỹ ký kết vào Hiệp định Paris, thì lúc bấy giờ là không có ném bom nữa, đình chiến, ngừng bắn. Và hốc bom B-52 ở đây thì nó có cái sức công phá, tàn phá, nó sẽ ít hơn những khu vực đồng bằng cảnh trống. Lý do là khu vực đây thì trước đây mật độ mạnh lắm, thì nó tàn phá lên tới 1.000 mét bề mặt cơ. Cảng nó rất là lớn, rộng lớn. Cụ thể là ở khu vực miền Bắc, đồng bằng cảnh trống thì có thể thành ao, thành hồ nữa mà. Một cái nữa thì các chú anh thấy là tại sao năm 1973 căn cứ về đây lại chủ yếu gần nhà ở, gần hốc bơm. Nó cũng có một lý do. Thứ nhất là sẽ tận dụng hốc bơm để có nước sử dụng sinh hoạt. Thậm chí là đã từng thả cá thôi, là tạo một cái ao, ao nuôi cá. Dạ. Và cái đó là cái kinh nghiệm.
bên kia là hố bơm B-52 của Mỹ, còn này hố bơm B-52 của Tâm. Đồng chí này là bí thư Trung cục miền Nam từ năm 1967 đến 1975, quê ở Long Hồ, Vĩnh Long. Và bây giờ sẽ mời đoàn di chuyển dần từ đây ra nha. Đối với đồng chí Phạm Hùng thì đồng chí với vai trò là bí thư Trung cục miền Nam ở giai đoạn sau này gần giải phóng 1967 đến 1975 đó, giai đoạn cuối cùng. Và đồng chí này thì sau này là bộ trưởng bộ quốc phòng, sau đó là điểm nhà ở và làm việc của đồng chí Trung tướng Trần Nam Trung. Đồng chí này có tên gọi là Trần Lương, quê của đồng chí ở Mộ Đức, Quảng Ngãi ạ. Sinh năm 1912, đồng chí này ủy viên của các ông Từ. Sau này thì đồng chí cũng có thời gian là bộ trưởng bộ quốc phòng của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và tháng 7 năm 1976 là chủ nhiệm ủy ban thanh tra chính phủ. Và đồng chí này thì nghỉ hưu thành phố Hồ Chí Minh và mới mất năm 2009, là người mất gần đây nhất so với tất cả đồng chí có nhà tại khu vực dựng di tích ngày hôm nay. Và đồng chí Trung tướng Trần Nam Trung ạ. Kính thưa với đoàn vừa rồi thì các chú các anh vừa di chuyển cùng với hướng dẫn một vòng tại căn cứ Trung cục miền Nam, đặc biệt là vào điểm chính là nơi ở làm việc của các đồng chí lãnh đạo, trải nghiệm lại khoảng thời gian ở và làm việc của đồng chí sinh hoạt ở đây, cũng như là nhìn vài phút để dân hương tưởng nhớ, cũng là cái dịp về nguồn ngày hôm nay. Thì tới đây cũng là chương trình điểm dừng chân cuối cùng. Hướng dẫn cũng xin phép gửi lời chào đến toàn thể các anh các chú trong đoàn, thay mặt cho anh chị làm việc tại tổ di tích ngày hôm nay gửi lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái đến toàn thể đoàn, cũng chúc cho các chú các anh trong cái cuộc thi ngày mai thật là thành công tốt đẹp. Chúc cho đoàn mình có cái chương trình về nguồn thật vui và ý nghĩa, cũng như là dịp kỳ nghỉ lễ thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Tiếp theo đây thì anh chẳng xin phép mời đồng chí cùng hướng dẫn ra bên ngoài từ lúc này nha. Thank you.
Cái đẹp quá cả nhà, làm cái quán giống như là trên nhà bè vậy đó, này giống như là ao đào. Đúng rồi, phong cách quán nhà chầu, con đường đi thảm cỏ, còn có cái bãi ao, nhìn nó rất là dân dã thôn quê ha, mái lá đơn giản thôi nhưng mà nó đẹp. mát quá cả nhà. Xin chào ban lãnh đạo và các anh em biker có mặt ngày hôm nay. Thì như hàng năm là đến cái ngày này thì câu lạc bộ mô tô thể thao HT thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn chúc mừng thành công của giải. Kính thưa các anh các chị, một anh Lâm Nam Sơn rất là nổi tiếng, nhưng mà đã bị bắt qua làm MC bất tử quá, anh quên mất lời mở đầu rồi. Anh vô anh đứng lên nha, thầy giới thiệu đại biểu ngày hôm nay. Thành ra có lẽ là cho tôi nói vài lời với tất cả mọi người. Các việc các câu lạc bộ mô tô tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cùng góp mặt để quán toàn đua xe đạp trên quốc trình thành phố Hồ Chí Minh nó đã được trở thành truyền thống rồi. Trong nhiều năm qua chúng ta đã thực hiện chuyện này. Ngoài việc là đại truyền hình thành phố có phối hợp tổ chức một cái chương trình diễu hành ở tại thành phố dành cho mô tô, xe đạp, roller sport đi vòng quanh thành phố để chào mừng vua chúng ta, thì chúng ta có một lượng hùng hậu hơn thế rất là nhiều, bao gồm các câu lạc bộ mô tô tại thành phố Hồ Chí Minh. Các anh sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ bạc với tất cả các chân tình của mình để cùng hát cùng với đoàn tiến về thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 4. Và như vậy, ở nhiều năm qua, chúng tôi nhớ ở lần đầu tiên mở màn cái chuyện này là câu lạc bộ mô tô HD thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay thì nó nhân rộng ra, chúng ta đã có 4 đơn vị hàng năm đều đón đoàn về, đó là câu lạc bộ mô tô thể thao HD, câu lạc bộ mô tô thể thao Quận Bình Tân, câu lạc bộ mô tô thể thao Quận 8 và câu lạc bộ Vương Vinh. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái nét đẹp và cái sự biểu dương của phong trào mô tô thể thao của thành phố. Tôi nghĩ rằng trong cả nước có cái sự kiện này.
và hôm nay cũng như hàng năm lần đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt lực lượng mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh tham dự cuộc đua xe đạp thành phố truyền hình. Phải là đầu tiên là phải cảm ơn những thành phố ban chủ nhiệm và các anh chị ở câu lạc bộ mô tô thể thao HT đã tổ chức cái sự kiện họp mặt này. Thì bây giờ cái sự phối hợp tôi ngày càng lớn, nhưng cái gốc vẫn là chỗ Phương, đó là cái nét đẹp và đấy là cái dịp mà chúng ta xóa, chúng ta gặp gỡ nhau, những anh em trong cùng một dòng áo, bài cơ cùng một điều đam mê ngồi lại với nhau trước cái sự kiện lớn của đất nước và cũng là sự kiện lớn của thể thao Việt Nam, đó là cuộc đua xe đạp thành phố truyền hình. Riêng năm nay Form 93 hả? Đời 2000. Nhìn nó còn ken quá ta. 96 á. Xe của anh em mô tô Bình Tân. Giống trai xe cuối. 2000 hả? Đời 2000 có xuống. Đó. Bây giờ anh em chơi về. Mua nó ná giống vậy là được rồi, còn cứ can và trời, có cả gần cần gạt mưa nó là xịn sò chưa, sướng chết mẹ luôn. Này giờ ép này cả nhà, trời ơi, chơi cái đèn tun khủng khiếp không, tun 2 4 6 7 ít 7 luôn. Ráp kìa, ai kêu ráp kìa. Này con Win đèn mới cả nhà, con Win này mới rồi. Chỉnh sâu quá, nhiều nút quá. Quá nhiều nút luôn. Mà à, cái này chạy bằng số lẫy cả nhà ơi. Số đây nè. Này tối xíu. Này có cơ hội mới được ngắm mấy xe này. Xe này Win Win đời mới cả nhà. Anh chạy giống như tay ga nhưng mà có số tay giống như số bán tự động vậy đó. Đẹp quá, xe đẹp quá. Studio. Sao phải? Này nói mấy cái dòng đồ bự á. À, cái này đầu cá mập nè, đúng không? Phải mấy cái đồ. Má gần nhà anh có thằng đó chưa chơi Clay, nó ngồi nó bình thường. Ông già nó mua giỏ thằng này cái đầu cỡ tháng sau tôi thấy nó sẵn thức người mực không mà. Cái này là rốt Clay hả ta, mặc dù ông già anh chờ Clay nhưng mà em cũng không gành mấy này. Rốt Clay cái này người trẻ thích chạy lắm rồi. Đúng rồi, dòng này thì trẻ trẻ được. Ừ. Em thì em thích cái dòng mà giống của Bolit hơn. Đó, này là cuối cùng là đem về bên đây luôn Càng Nam. Đem về bên em đây luôn. Đó. Quá dữ. À, bây giờ cứ chỗ thứ ba, chỗ thứ tư. Hay rồi. Dạ nhúc. Dạ dạ dạ. Quá đẹp. Spider. Màu vàng luôn á. Trời ơi. Hôm nay có bạn Thanh Võ ở Tây Ninh rất là đam mê họ mô tô. Đến đây gặp mình và lầy khôi chờ neo. Rồi cảm ơn Thanh rất nhiều ha. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn Thanh. Hẹn gặp Thanh dịp khác, tại hôm nay là có một tí sự cố nên thành ra anh em bận xử lý quá, không có tiếp bạn Thanh được. Mệt quá. Mọi người nha, một nhiều SP nha. Trò chơi. Hỏi lại vô. Đêm cà phê. Tôi sao? Cú giải. Nhiều gas 7 đá. Nhiều gas 7. Khoan nha, khoan nha. Nhiều gas nè, gas nè. Khoan từ từ. Nhiều gas nha. 1 2 3 4. Rồi. 2 3 4 5 6. Đếm cái gì nữa? Vô không kèo. Bốn người. Bốn người đúng rồi, chị Tiên nữa. Một. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một người nữa. Ba người. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Rồi. Hai người gái mời luôn đi. Đi đâu đứng đâu rồi, đứng chưa được mời.
hồi trưa mới mời mặt mày á. Vô 1 2 3 Hay quá trời ơi.